Xin chào quý anh chị. Hôm nay đứng trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đỏ, chiếc xe thuộc phân khúc sedan hạng B và có những công nghệ vượt trội gần như là nhất phân khúc xe hạng B. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một vài cái tính năng ẩn của chiếc xe này. Thì anh chị hãy chờ đón. Đây là trên tay em là chiếc chìa khóa, hai chiếc chìa khóa của chiếc xe này, thì anh chị có thể thấy những diễn biến tiếp theo. Đó, đây là hệ thống tự động mở cốp thông minh bằng chìa khóa. Khi mà mình cái chìa khóa này chỉ cần đến gần phía hông xe, cái đèn xi nhan hai bên nó sẽ nháy khoảng 3 lần thì cái cốp sẽ tự động được mở lên. Rất phù hợp cho những anh chị đi shopping rồi đi siêu thị. Thì về phần cài đặt thì em sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên là anh chị bật mở khóa xe lên. Vâng, vào phần đây, nút này là nút cửa sổ này. Anh chị gạt xuống, gạt cái lẫy xuống phần chữ, đó là chữ đo, và ấn OK. Do là vào phục mục Smart Chăn nhé, thì là do là lúc nãy em đã cài đặt rồi, cho nên là mục này đã được tích V và bây giờ em không tích nữa, thì là ra ngoài thì chiếc cốp sẽ trở về trạng thái nguyên bản và chưa tự động mở, và ấn OK. Tích V này rồi thì là nó sẽ là tự động mở cho anh chị. Đó, vâng. Tiếp theo nữa đó là cái tính năng đèn nổ từ xa. Đèn nổ từ xa thì vì chiếc xe đang để trong showroom cho nên là em chưa tiện làm, thì em sẽ hướng dẫn anh chị các bước qua cái chìa khóa này thôi. Đầu tiên là anh chị bấm giúp em là hai lần nút khóa cửa xe, 1 2, hai lần này cách nhau không quá 2 giây, và anh chị giữ nút hold, nút hold ở trên chìa khóa thì giúp em trong vòng khoảng 3 đến 4 giây là chiếc xe đã được đèn nổ. Có một cái lưu ý nữa là trong thời tiết hè này, anh đèn chị đèn nổ từ xa để giảm nhiệt độ trong xe, thì anh chị có thể là bật cái điều hòa lên, bật cái công tắc điều hòa lên và quạt gió lên, thì lúc mà anh chị đèn nổ thì cái điều hòa nó cũng hoạt động luôn, thì nó sẽ hạ nhiệt cho cái xe mình rất là mát. Tránh được trường hợp là vào xe nhiệt độ xe những cái thời tiết mùa hè để ngoài trời nắng như vậy. Đó, nó có thể lên tới khoảng 70 độ C, rất là nóng và dễ gây cái sốc nhiệt, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của anh chị. Hoặc là anh chị có thể độ thêm một cái bộ người ta gọi là xuống kính bằng chìa khóa, thì cũng có thể hạ cái kính xuống để cho cái nhiệt trong xe nó bay lên, bay bớt ra ngoài thì mình vào nó đỡ nóng. Nhưng mà theo em cái cách tối ưu nhất vẫn là đèn nổ từ xa, và chiếc Hyundai Accent này đã được trang bị. Tiếp theo là một cái công nghệ nữa, đó là cái đây ạ, đèn chiếu góc. Cái đèn chiếu góc này thì nó có cái công dụng là khi mà anh chị đánh lái vào những cung đường hẹp và những cái con đánh lái vào những cái con phố nhỏ, ngõ nhỏ, lái gấp, thì chiếc đèn này nó sẽ tự động nó sáng để chiếu cái khoảng sáng gần xe vào cái góc khuất đấy cho anh chị tầm nhìn rất là tốt, để hỗ trợ anh chị lái xe những trong cái con ngõ nhỏ được tốt hơn. Một công nghệ nữa của Accent đó là hệ thống cửa sổ nóc. Tại đây, đây là cửa sổ nóc của xe, thì hiện tại thì được trang bị trên phiên bản đặc biệt. Phiên bản này thì một số những cái phân khúc cao của phân khúc xe hạng B của những hãng khác thì cũng chưa được trang bị. Đấy, anh chị có thể thấy cửa sổ nóc. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với anh chị một công nghệ nữa. Ở trên mặt hình trước này, đó là công nghệ gạt mưa tự động.
Thì công nghệ gạt mưa tự động được áp dụng cho 3 phiên bản Accent, đó là phiên bản MT đủ, phiên bản AT thường, số động thường và số động bản đặc biệt. Thì 3 phiên bản đều có. Thì gạt mưa tự động thì nó hoạt động ra sao? Thì khi mà có những cái hạt mưa nó rơi xuống cái kính lái này thì cái cảm biến của bên xe nó sẽ tự động nó nhận diện được và nó sẽ vận hành cái cơ chế cần gạt mưa cho anh chị vậy thôi ạ. Nhưng mà với điều kiện là trong cái cần gạt ở chỗ sau vô lăng thì anh chị để chế độ tự động giúp em thế là ok. Đó, về tổng quan thì chiếc xe có một diện mạo thiết kế sắc nét, kích thước em thấy là tốt trong phân khúc hạng B. Chiều với chiều dài là 4m 440, chiều rộng là 1m729 và chiều cao là 1m470. Thiết kế cá tính trẻ trung. Thì hiện tại thì chiếc Hyundai Accent đặc biệt đỏ này bên hãng em thì đang có sẵn giao luôn cho anh chị. Với giá bán thì bên nhà em bán bằng giá niêm yết, xe là 545 triệu. Thì anh chị có thể mua xe với hình thức là trả thẳng và trả góp. Nếu anh chị mua trả góp thì mình chỉ cần những cái giấy tờ như là căn cước công dân, hợp đồng lao động và sao kê lương và đăng ký kết hôn khi anh chị có vợ hoặc có chồng. Còn nếu mà chưa có thì có thể làm cái xác nhận độc thân của phường của xã. Về còn những chị nào mà mình kinh doanh tự do thì em vẫn có cái thủ tục để hỗ trợ anh chị có thể vay được, mua được, trả góp bình thường. Vâng, và thời gian trả góp tối đa của chiếc xe thì là trong vòng 8 năm với giá trị vay tối đa là 80% giá trị xe và thời gian trả góp tối đa là 8 năm. Thì anh chị có thể vay 2 3 năm, 3 4 năm thì nó tùy cái điều kiện và mong muốn trả của anh chị. Thì anh chị có quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent nói chung và Accent bản đặc biệt này nói riêng thì vui lòng liên hệ với cả em trên số điện thoại em để trên màn hình của channel Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thì em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Em chào anh chị.